Bữa nay không có nhậu nhẹt gì chân á, ngày nào cũng nhậu hết trơn này, bữa nay nghỉ nhậu bữa coi chết không. Mẹ đi làm về mệt thì tao nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Nhậu cũng có khi có thì thôi chứ đâu mà ngày nào cũng nhậu làm như nhậu ghiền. Mày thấy tao không? Đụng nó có khi nào tao nhậu ghiền đâu, lâu lâu nhậu lần thôi cũng có sao đâu. Quê, mày đừng có xạo vừa khỏe thôi nghe, không nhậu bữa thôi làm dữ vậy. Mày nhớ là đi ngày nào mày không nhậu, mày nhớ là đi bữa nay mày nghỉ nhậu một bữa thôi. Tao nói mày. Trời là trời, con nói kìa trời. Mày nhìn người ta đi, lâu lâu người ta mới nhậu một lần, có đám tiền người ta nhậu, còn mày ngày nào cũng nhậu, bữa nay mày nghỉ một bữa thôi, ngừng một bữa thôi mày chết không? Mày làm gì vậy? Mày nhậu riết mày ấm nhơ, mà tao muốn tốt cho mày thôi, mày làm dữ hả? Mày giỡn hoài. Trời. Trời. Ê. Ê. Không có ngủ có một bữa thôi mày làm gì ghê vậy? Con trai này yếu ông nội ơi, mới nghỉ nhậu có một bữa thôi, chết queo luôn rồi trời trời. Alo. Alo. Rồi chuyển viện luôn.